Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi trưa ngày 22 tháng 9 nha anh em. Rồi buổi trưa hôm nay thì em lên tiếp phụ tùng anh em, phụ tùng các loại ha, mới soạn ra thêm cho anh em mới phụ tùng. Rồi hôm nay thì có đây con tắc nha anh em, tay ga chứ tay ga kéo với lại công tắc nó dính liền trên trên tay nè. Đó. Rồi cái ga kéo luôn anh em, công tắc luôn ha, có dây điện đồ đàng hoàng anh em. Rồi cái này em bán cho anh em giá rẻ luôn, 5.000 một cái. 5.000 một cái anh em, vừa con tắc nè, vừa ga kéo luôn. Rồi 5.000 cái anh em. Cái này thì anh em mình gắn lên máy cũng được luôn anh em. Mình gắn trên cái ống cần ha, gắn trên ống cần rồi mình câu dây điện thì mình tắt tắt máy được luôn anh em. Rồi, một đống gì là 20 cái. Rồi một đống gì là 20 cái anh em. Thì là 100.000 ha. Rồi cái này thì em có số lượng anh em, có số lượng ha. Anh em nào lấy một đống thì là 20 cái anh em là 100.000. Còn anh em nào lấy số lượng nhiều hơn thì báo cho em biết ha. Thì báo cho em biết qua Zalo anh em thì em sẽ soạn số lượng nhiều hơn cho anh em. Còn một lô như vậy là nó sẽ là 100.000, 5.000 đồng một cái anh em. Rồi. Một cái gì là 5.000 đồng. Rồi tiếp theo là cái đống tay này. Tay này thì nguyên đống này là 30 cái anh em. 30 cái ha, số lượng nè, 30 cái. Rồi tay ga nha anh em. Tay ga bằng sắt nè. Tay ga bằng sắt ha. Này gỡ cái cụm dây này ra. Rồi tay ga bằng sắt nha anh em. Cái này thì 10.000 cái ha. Tay ga này thì gắn lên thì xài là không biết chuyện nào mà hư anh em. Cái này thì mình về mình cho dầu cho nhớt rồi vô ha, là mình kéo là bao đâm luôn, bao xài luôn anh em, bao xài luôn. Rồi đủ các loại anh em. Rồi cái này thì bán hết đống này cho anh em 10.000 cái. Đống này là 30 cái ha, số lượng là 30 cái anh em. Rồi bán hết đống anh em. Tay ga bằng sắt số lượng 10 cái. Đó 10.000 đồng cái chứ. 10.000 đồng một cái. Rồi hôm nay thì tiếp lên cho anh em cái đống tay ga nè. Tay lái tay ga bóp nè. Rồi em mới soạn ra cho anh em thêm một đống cái tay ga bóp nha nè. Đây nguyên một đống ga bóp nha nè. Rồi nguyên đống này thì số lượng là nó là 15 cái nha nè, số lượng là 15 cái ha. Rồi nguyên đống này bán cho anh em 500.000 nha nè, 500.000 ha nguyên đống. Rồi ga bóp hết nha nè. Đây có loại này loại kia ha, loại này loại kia đây. Rồi cái này thì bán hết đống này bán cho anh em là 500.000, số lượng là 15 cái anh em, 500.000 ha, ga bóp. Rồi tiếp theo đó là đống IC. Đống IC anh em, IC này đống IC lộn xộn ha. IC lộn xộn này thì sẽ là số lượng là 25 cục anh em. Số lượng là 25 cục ha, 500.000. 500.000 anh em, số lượng là 25 cục. Ở đây thì em cái này là của Echo gì đây nè. Echo này Echo gì đây nè, 260 gì đó. Này Echo 230 nữa nè. Rồi lộn xộn đủ thứ nha nè. Đủ thứ các loại luôn. Rồi, nguyên đống này bán cho anh em 500.000 ha, số lượng là 25 cục nha anh em, 25 cục IC ha. Rồi 500.000 lộn xộn. Rồi tiếp theo thì bố côn nha anh em. Bố côn thì số lượng rất là nhiều nha anh em, số lượng rất là nhiều ha. Bố côn thì số lượng rất là nhiều, 40.000 một bộ nha. 40.000 một bộ ha, anh em nào chốt 50 bộ thì em sẽ bán cho anh em là 30.000. Rồi. 30.000 với số lượng là 50 bộ ha. Là bố côn zin nha anh em, bố côn zin, bố côn bảy luôn. Số lượng 50 bộ là 30.000 một bộ. Còn anh em nào mua 10 bộ thì sẽ là giá là 40.000 anh em. 40.000 ha. Bố côn.
Rồi ở đây em có hai cái đầu bò. Hai cái đầu bò này là đầu bò của thằng G3K nè. G3K, G4K vậy nè. Rồi. Đầu bò gin. Một cái đầu bò gin của thằng Cinderella S26 nè. Cinderella S26 ha. Rồi hai cái đầu bò này bán cho anh em là 400 ngàn ha. 400 ngàn nha nè, hai cái đầu bò này. Một cái là của G3K, cái là Cinderella S26. Rồi hai cái này 400 ngàn nha nè. Anh em nào chốt tặng kèm cái lử nó dính liền trong cái đầu bò rồi. Rồi, tặng luôn. Cái này 400 ngàn. Rồi ở đây IC. IC này là IC Magu nè. IC hệ IC 260 thông dụng luôn anh em, cái loại này là thông dụng ha. Rồi cái lô này bán cho anh em 300 ngàn anh em, 300 ngàn ha. 2 4 6 cục. Rồi bán 300 ngàn cho anh em. Lô IC Magu 300 ngàn 6 cục. Rồi cái đây cái đống mặt giật nữa nha anh em. Mặt giật Magu nữa nè. Rồi đống mặt giật này bán cho anh em 300 ngàn luôn ha. 2 4. Ủa nãy 5 cái mà ta. Rồi 5 cái nha anh em, nãy em bỏ đâu hết 1 cái rồi. 5 cái mặt giật nha anh em. 5 cái mặt giật Magu ha là 300 ngàn ha. Rồi anh em nào chốt thì nhớ giùm em cái này là 5 cái nha anh em, tại vì nãy em bỏ đâu cái rồi. Rồi 5 cái mặt giật này là 300 ngàn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là cổ phím nha anh em. Rồi cổ phím này là cổ phím để mình lên chế quanh gồ ga ngang ha, chế hệ nha anh em. Cổ phím này của mấy thằng Echo nha anh em. Echo ha. Cái này thì mình gắn vô Echo 230, 260 rồi được hết nha anh em. 230, 260 ha. Cái này là của mấy thằng Echo đời mới nè, của thằng 260, 261 luôn nha anh em. Rồi cái này 20.000 một cái ha. Phím này là phím gin nha anh em. Phím gin thoải mái hết luôn. Rồi lô này là 20.000 cái. 20.000 cái thì số lượng nó sẽ là 2 4 6 8 10. Rồi. Bây giờ 10 cái là 200.000 anh em, 10 cái 200.000 ha. Anh em nào chốt hết đó thì 20 cái thì sẽ 400.000. 2 4 6 8 cái này thiếu 2 cái rồi. Rồi, bây giờ thì 20.000 cái, số lượng 10 cái thì là 200.000. 20 cái thì 400.000 nha anh em. Rồi cái này là cổ phím của thằng Echo 260 ha. Để mình lên cái chế ga ngang quanh gồ nha anh em. Của cái dòng máy Echo. Rồi 400.000, 20 cái. Rồi đây đầu bò nha anh em. Đầu bò ha. Ở đây em có 10 cái đầu bò của thằng 2413. Của 2410 chứ. Rồi 2410 anh em đủ chén. Cái này đầu bò 2410 đủ chén anh em, cái này thì bán cho anh em là 130.000 một cái ha. 130.000 một cái anh em, đầu bò đủ chén lăn ok. Rồi 130.000 cái. Cái lô này là lô 2410. Rồi ở đây thì đầu bò em cũng còn nhiều anh em, còn nhiều ha. Thì anh em nào chốt đầu bò số lượng nhiều thì cứ liên hệ với em nha anh em. Rồi hôm qua hôm kia thì có anh chốt tới 500 cái. Em soạn cho anh đi hàng luôn rồi nha anh em. Rồi cái này thì 2410 130.000 cái. Còn đây 2413 nha anh em. 2413 ha. 2413 thì nó là thường xài sử dụng cho thằng cơm Masu nha. Thường sử dụng cho thằng cơm Masu nè, rồi với thằng Gilby Zenoth nha. Gilby Zenoth cũng nó cũng có xài cái thằng 2413 nữa nha anh em. Rồi Gilby Zenoth hoặc là cơm Masu hoặc là cơm Masu G2KC nó đều xài 2413 ha. Rồi cái này thì 130.000 một cái luôn nha anh em. 130.000 cái ha. Đủ chén nha anh em. Đây đủ chén lăn ok. Đủ chén lăn ok nha anh em. Đầu bò này là đầu bò của thằng Magu nè. Magu 13 khía là thường là nó có xài cho thằng Magu 24cc nha anh em. Magu 24cc thì nó xài là 2413 nè. Rồi đầu bò 2413. Cái này 130.000 một cái luôn nha anh em. 130.000 cái luôn. Rồi ở đây em có cái lô tum. Tum này là tum của Magu nha anh em. Rồi 4 cái này bán cho anh em 300.000 ha. 300.000 nha anh em. 4 cái 300.000. Tum Magu. Rồi ở đây thì đậu bò 23 nữa nha anh em. Đậu bò 23. 60.000 một cái ha.
đầu bò 23cc nha quá. Ống cần 23 nha anh em. Đầu bò này đầu bò ống cần 23 ha, thiếu chén là 60.000 một cái ha. 23 này là 23 10 khía nha anh em, 23 10 khía. Rồi cái này thì 23 10 khía thì anh em mình đưa cho anh thợ tiện, anh sẽ móc cái lỗ này ra. Thì lên 24 nha anh em. Rồi em bán giá rẻ cho anh em luôn 60.000 cái nha anh em. Vậy anh em mình móc cái lỗ ra 24 mình xài ha. Rồi đầu bò thì còn đủ thứ luôn anh em. Ở đây em có đầu bò của thằng 25 vuông nữa nè. Đầu bò này đầu bò của thằng Rubin nha anh em, Rubin ha. Rubin nè, 7 khía. Rồi 25 vuông anh em. Cái này 257 nè, còn được một cái nè. Rồi 25 10 nữa nè. Rồi 25 10, 25 vuông, 25 thì là 150.000 cái nha anh em. 150.000 cái ha. Đầu bò 25. Rồi ở đây em còn em có thêm cho anh em là cái ba cái chén nha anh em. Chén này là chén chén ngoài ha. Chén ngoài nha anh em. Chén ngoài thì nó sẽ là em bán cho anh em giá rẻ luôn 8.000 cái nè. 8.000 cái nè. Chén này siêu to luôn nè. Rồi 8.000 cái anh em mua nào muốn lấy loại nào lấy anh em. Rồi chén chén chống mài mòn. Chén chống mài mòn của con ốc nè. Chén này 5.000 cái. 5.000 cái chén chống mài mòn nè. 5.000 cái ha. Rồi chén này chén ngoài anh em. Chén ngoài thì bán cho anh em là 8.000. 8.000 cái chén ngoài. Rồi ở đây em có nắp xăng zin nữa nè nghe nè. Đây nắp xăng zin đây. Rồi nắp xăng zin nha anh em. Nắp xăng zin thì đủ thứ các loại luôn. Rồi nắp xăng zin này bán cho anh em 10.000 một cái nha, 10.000 cái ha. Nắp xăng zin 10.000 một cái luôn. Nắp xăng zin 10.000 cái. Cái này thì em đếm số lượng nha anh em. Này em bán solo ha, bán lộn xộn anh em chứ không có lựa anh em. Tại vì nắp xăng nó đủ thứ các loại cho nên không có lựa được. Rồi nắp xăng nha anh em, 10.000 cái. Rồi anh em nào chốt lô nào thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 nha anh em, hoặc là Zalo của em luôn ha. Rồi xin chào tất cả anh em.